Dạ con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả. Con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Dư Phạm Ngọc Diệp, năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ.
quý vị và các bạn, đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát năm bộ? Con sinh ra ở này đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa sao ngồi? Thôi khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, nó rất là đáng yêu, rất là ngọt ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ, khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con hay quá vậy? Ai dạy cho con? Dạ, con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó, thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về độ của thầy thì thầy sẽ tập để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng đó. Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tà áo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì, ai cười gì vậy? Dạ, nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại gì đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tựa cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó, chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con. Anh nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi, lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Đại gia đình mình chụp một tấm hình để hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ, 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Và bây giờ đứng quay mặt lại đi, mình quay mặt. Hai con nắm tay nhau, hai chị em nắm tay nhau. Mời hai con bắt đầu. Đằng sau quý vị và các bạn, một sân chơi mùa hè dành cho các bé với tên gọi Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 vẫn sẽ còn tiếp tục, và mời quý vị hãy cùng đón chào tiết mục dự thi tiếp theo. Trời ơi. Chiến hơi thôi
biết đội quân của ta hùng mạnh tới cỡ nào rồi. Tiểu Đồng Nhi, đánh kỹ con cho huynh. Dạ. Dạ thưa sư huynh. Có huynh. Chúng em chỉ nhận nhiệm vụ canh giữ qua mẫu đơn, còn chuyện đánh lộn chúng em đánh không có lại. Trời ơi. Em xin hết. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư huynh. Chuyện gì? Dạ tụi em ra đây chỉ có nhiệm vụ là đứng kiện. Dạ. Các em giao đổi hình. Ây da, ây da, thiệt là nan giải quá. Tiểu Đồng Nhi thật là vô dụng. Hey. Tiểu Đồng Lương. Lên. Chúng tôn nghiêm. Bẩm sư mẫu, có một chú khỉ con tính lên núi thái trộm hoa mẫu đơn. Trộm hoa mẫu đơn để cho tường đen trắng. Này khỉ con, mau cáo con bại. Duyên cớ sao lại đến nơi đây mang tội gian tham trộm cắp. Lời con phân tỏ gian cầu ơn trên thánh. Do tay người vì gian tham, công danh bạc vàng vinh quang, nên quên thâm tình con thơ. Âm mưu đánh giết con, ôi nghĩ qua. Lời nói đó con tin thay chỉ con đi. Ta đây có tin lời mi dương gian thiên cảnh cách xa. Điều đó vui chàng tôi tin. Ý ta đã quyết hai bao quay về. Đừng gian tháng ít chi. Tiếp đọc.
đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về được thanh mẫu, xin thanh mẫu thương tình cho khi. Qua mẫu đơn tiền cứu sống con người. Ơn nghĩa chị Bạch Liên con ghi khắc trong lòng, bà kế mẫu ác tâm sâu độc, giết chết chị hiền vì tham vọng cuồng điên. Muốn đưa Bạch Liễu con bà thay thế chị Bạch Liên, rồi dối gạt đức vua đã cứu công chúa bảo loan thoát nạn. Nay khi con thật lòng phấn, xin qua cứu sống người ân cho trọn nghĩa thâm tình. Tiên đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thanh mẫu, về đi hầu nhi. Bà không giúp con nguyện nguyên sinh, cháu lòng con quyết không trở về. Sao ngươi không trở về à? Không, nếu con chưa cứu sống được chị Bạch Liên thì con không trở về. Để ta thử lòng chị con xem ngươi có tấm lòng trung nghĩa. Này khỉ con, muốn ta cứu sống Bạch Liên với một điều kiện. Điều kiện gì? Thưa thanh mẫu, lấy trái tim mi mà cứu nguy mạng Bạch mạng ân nhân. Con xin bằng lòng. Khá khen cho Hầu Nhi. Tiên đồng, hãy cứu sống Hầu Nhi và trao qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chủ. Dạ. Tiên đồng, hãy ban qua mẫu đơn cho Hồng Di mang về cứu chủ. Con đợi ơn thanh mẫu, con mang ơn thánh tiên thần linh, mẫu đơn tiên cứu mạng chi hiền. Thấy con đầy quả lòng nhân nghĩa, dù là thu những tấm lòng cao cả đầu vàng. Hãy đưa Hầu Nhi xuống non lập tức. Yeah.
Một tiết mục tuyệt vời thưa quý vị, Hầu Nhi cứu chủ bé Ngọc Tâm, các bé trong lớp học của ông Năm, vũ đoàn Chuông Gió, và sự hỗ trợ nó không thể nào tuyệt vời hơn nữa, đó là mẹ của bé Ngọc Tâm, nghệ sĩ Cẩm Hiền. Cảm ơn chị Cẩm Hiền đã hỗ trợ cho cháu một cái cải lương á, xã hội đơn thuần đó mà cũng còn khó, còn đằng này là phải hát hậu quảng rất là hay. Và khi con quá thân ra một chú khỉ đem cái hoa mẫu đơn về để cứu chủ đó, con đã làm hoàn thành cái tiết mục này. Mà từ cái ca hậu quảng con cũng ca chính xác, hai mẹ con nó gần gần cái giọng với nhau, nó giống nhau rồi, cái nó hay, ngồi nó coi nó đã làm sao luôn vậy đó. Cho nên là xin cảm ơn chị Hiền đã sanh ra đứa con này, và bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ có một nghệ sĩ để nói dòng nói giỏi nữa. Dạ, coi như chị có một người hậu duệ nối nghiệp chị rồi đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị nha. Ở đây có lẽ với sức ép về tâm lý kết hợp với vũ đạo thì mới bật ra được một Ngọc Tâm như là ngọc trong đá. Những cái tình huống mà thường thường làm cho con không có bật lên được. Ở đây vừa diễn vũ đạo mà luôn luôn là không phải là vũ đạo bình thường, mà lại phải nhớ mình là con khỉ. Cho nên con không bao giờ quên để con làm tất cả những điều đó trong những động tác và cái màn đi gối, chú thương vô cùng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong, chú có một gợi ý nho nhỏ, con diễn tiết một Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Wow, cái này là... cái đó diễn ra đó. Con diễn dư sức làm thuyết phục được mọi người. Gì khó cho con có biết nhân vật Hồ Nguyệt Cô không? Lấy bao tìm em đi. Trời ơi. Cho Hữu Quốc một tràng pháo tay, coi bà con có mặt hả? Tung tung thiên. Dạ, một lời gợi ý từ giám khảo Thanh Bạch. Con tên là Đặng Thái Hà, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau đây con xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa. Thank you.
ngoài lạnh gió rét mưa đêm từng bước đến về trên mái lá, chừng nào mưa thôi rơi đường chân nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về muôn để người em năm xưa thôi không còn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ những lúc nghe gió về kể chuyện. Con phải nhớ là thầy đại bấm cho con trước, và khi mà con bước ra là thầy chịu rồi, rất là chỉnh chu từ trang phục đầu tóc, ôi sao mà đỉnh đạt thế này. Và khi con cất lên tiếng hát, thầy chịu liền ngay cái chữ khuya của con. Nhưng mà thầy đợi xíu nữa, nhưng mà thầy biết tại sao thầy Cường bấm. Con hát ngay cái chữ mái lá quá xuất sắc, lúc đó thầy Cường mới chịu bấm con. Là nhưng mà thầy đã ấn tượng con từ cái chữ khuya, từ cái A1 rồi. Và cái dòng nhạc này của con chọn là dòng nhạc của thầy theo đuổi rất là nhiều năm rồi nha. Khi con bước ra làm cho thầy cảm thấy đến bây giờ vẫn còn nổi óc ác hết lên và lạnh toát người luôn. Bởi vì cái giọng hát của con nó chiếm cái tình cảm cái nhất. Cái thứ hai, tại sao mà thầy bấm sau thầy Đại? Thầy biết chắc chắn thầy Đại sẽ bấm nên thầy cố tình bấm sau, bởi vì là đây là cái dòng nhạc mà định hình của thầy Quốc Đại từ xưa tới giờ rồi. Riêng thầy thì là thế hệ sau về tuổi nghề lẫn tuổi đời đó, và bước vào cái dòng nhạc bolero này cũng sau luôn. Thầy mới chỉ tham gia vào dòng nhạc vài năm trở lại đây thôi, nhưng với thầy thì nó không phải là cái sự quyết định. Quyết định là mình có dám dấn thân vào những cái gì mới mẻ ở bên trong âm nhạc không. Thầy đã từng hát thành công ở dòng nhạc trẻ rất là nhiều thể loại, và khi bước vào bolero thầy đạt được một cái thành tích là quán quân của một chương trình về bolero. Để cho con yên tâm về cái dòng nhạc nếu như con có một sự lựa chọn nào đó ở phía thầy. Cái thứ hai nữa là thầy bấm sau bởi vì sao? Lúc đầu khi con vào con hát là nghe đã thấm rồi, nhưng mà vẫn còn cái gì đó nó chưa tự tin. Nó thôi vẫn đi. Còn hồi nãy thầy mới nói thầy lạnh toát, thầy nổi da gà. Con biết không, nhưng mà con ơi, bây giờ là anh ơi cho em nói cái đi. Thì có người ta, thầy đâu có dành. Nãy đâu. Vậy không có nhoi luôn á. Sử Nhi đâu có dành Nam Cường đâu. Không biết không, đoạn đầu á thì đó nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Nhưng mà thầy để xem về sau cái bản lĩnh của con như thế nào. Thì thực sự đúng khoảng 1/3 bài đầu thì không tính rồi. Từ đó về sau là con hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Con đi theo cái giai điệu và cái tình cảm của bài hát. Hà ơi, con nghe thầy nói nè. Đây nè, từ từ. Bây giờ để á, em nói cho nghe. Mọi người ở xa quá không có thấy nhan sắc thằng bé em đứng ngang, góc nghiêng thần thánh, cực phẩm. Đây nè. Với cái sự lịch lãm là con phải trời về đây ơi. Để con xuống đi, trời ơi ôm nhỏ vậy đó. Trời đất ơi, y chang hai giọt nước. Trời ơi, mặt nó buồn hẳn luôn á. Vậy bây hả? Giờ là thầy là phải năn nỉ con về với thầy bằng cách là thầy sẽ hát một câu Hà Tĩnh. Yeah. Yeah. Mời thầy. Chứ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng mà mùi cho nhỏ hát với. Tình sâu mới nghĩa nặng. Tin cho thằng nhỏ nhảy vô hát hả? Con có thuộc bài con đó không? Con có thuộc bài đó hả? Con thuộc bài đó đâu. Bây giờ Thái Hà, con sẽ có một trong hai sự lựa chọn. Hoặc là con về lớp Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của thầy Lộc, của cô Thảo. Còn hai rồi thầy Đại ẵm bé về luôn, ẵm về nhà luôn. Thank you.
điền chốn kim môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong y cùng sinh thấy một thu có đôi ngàn bầu trời cảnh phận. Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa.
lộ mây nặng chiếu lưng đeo. Một tràng hoa tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoàn Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Dị Khương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Dị Khương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Dị Khương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á là cô đã xem rồi. Và cô Việt Khương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Việt Khương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về. Trời ơi sao con đẹp, chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa. Chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi. Cho gian đứng việc
Hoành tráng tuyệt vời, bé Quang Hiểu, nhóm bè Vũ đoàn Chuông Gió và ba cô gái xinh đẹp đang tranh. Tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát Từ Cội Nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây, những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người. Vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yến Tràng ơi, hay quá Yến Tràng ơi. Mời cô giáo Yến Tràng chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình nè. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh.
Khi chú thấy con dự thi cái bài hát Hát Từ Cội Nguồn là chú sợ. Chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác. Mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Dạ. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu. Nhưng mà với sự cố gắng, con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất cả Bắc, Trung, Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp. Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy và con có những thử thách bản thân con như vậy thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời với thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung. Cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Chúc cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này Quang hiểu nha. Con xin kính chào quý vị khán giả, con xin kính chào ban giám khảo, con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên, nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi, con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay con đóng vai gì? Cô Đăng Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga, chị dạ, Hằng. Dạ rồi, chú giỏi quá. Hôm nay con đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Có. Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa ngày xưa, có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bấn cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú Củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú Củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú Củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.
để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng. Ít bay lộn bớt giờ con bay lại. Chờ chăng tình dân tình dân chú cuội chú cuội chờ chăng ngàn năm quân thế chờ chăng sông dài chờ chăng sông dài cuội hơi hỡi cuội hơi hỡi cuội ơi a a ơi a a mà chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ. Mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ê đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta gì, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác. Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hồi phía sau hết trơn trọi á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con giống như là thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả ra bóng chơi luôn đó. Kìa này này này. Bay tới cho đất ơi. Giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con chú cuội. Chú cuội gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú cuội hay quá nha. Cảm ơn. Cảm ơn chú cuội á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú cuội. Nhưng mà Hồng Uyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Cảm ơn.
Hồng Nguyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tặng người. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỗi miệng theo chị. Ngày xưa con chăng. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho người ta nghỉ ngơi đi. Sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Hiếp con tôi sao bắt con tôi làm cái này làm kia. Con chào vô con. Chứ con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết đáng yêu. Phương trời gợi tình nụ tâm xuân phơi phới trong giấc mê đời người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa tôi với người một thời bướm đẹp bên
gom cả vầng trăng làm thơ xin gửi tặng người tân xưa không biết bấy giờ sông kia có nhớ bên bờ cũng đành chỉ là mộng mơ khúc hát nghe thương xuôi lòng gợi xuyến sương lạnh vầng trăng dần tan cùng vui với đêm hoa đăng ngày mai biết còn gặp chăng dù ai ngóng mê chân trời còn ghi nhớ mai đêm này tình yêu như đã đong đầy kỷ niệm xưa vẫn còn cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này con dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc gì nè? Cái đó có. Có đúng không cô? Có. Cô dừng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá, nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và có tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô. Để coi thái độ.
của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào, mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Anh thèm ăn yến. Thèm ăn yến à. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại từ các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Ừ, cảm ơn con, mời con vào trong. Tới nhà rồi tía ơi. Biết rồi, rồi cuối cùng cũng tới nhà rồi. Rồi, rồi trời ơi, mệt quá. Rồi, xong nha, bây giờ tía con mình là kiểm tra thành quả ngày hôm nay nha. Rồi, đây này của con này của tía. Dạ. Bên này tía bắt được 1, 2, 3, 4 con. Rồi, con bắt được 1, 2, 3, 4, 6 con nè. Khoan, sao con đếm sao mà 6 con? Thì 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi. Bốc thêm con của tía vô là 6 nè. Con cá này là con cá của tía mà. Thì của tía cũng là của con mà. Con ăn gian hả? Ăn gian hả? Trời ơi, má trời quá đất nghe. Đi chơi cả ngày có mệt không con? Dạ không. Ôi, có tay chân mặt mày nè. Đem lúa hết trơn rồi, vô rửa đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Khoan, đây. Đem cá vô rộng cho tía. Rồi, rộng đàng hoàng nha. Rộng mà cá chết là đánh đòn nha. Dạ. Hù con không mà. Đây em múc cho. Ôi, hai chiếc con đi đâu á mà giờ mới về vậy? Thì Tú đó, hai đứa con bắt cá xong rồi. Cái nói tía ơi, tía con muốn thả diều. Chiều con hai đứa con thả diều cái Quỳnh nó về. Hay quá ha. Lớn rồi đó, như cũng nít vậy. Rồi. À em, bữa nay nấu món gì vậy? Anh đoán coi. Canh chua cá kho tổ đúng không? Bình thường. Mắm kho? Không có gì đặc biệt. Ủa vậy chứ món gì? Món ruột. Món ruột? Rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng trang dở hấp gật đầu khen ngon. Ôi. Gì vậy? Hát dở quá, đừng có hát nữa. Xin lỗi em nha. Hồi xưa Tú ngủ là anh ru Tú ngủ đó. Bởi vì con đâu chịu ngủ. Ủa vậy chứ ai ngủ? Em ngủ. Nói chung có người ngủ là được rồi. Em sợ cái giọng của anh quá nên em mới ngủ đó. Còn em trời ơi, bày đặt lương chê lịch nha. Khả năng ca hát của em cũng cỡ anh thôi à. Trời ơi, anh nói gì vậy? Gì? Cái giọng của em ngọt ngào nên anh mới mê đó, đừng quên nha. Hồi xưa anh mê là anh giả bộ á. Anh giả bộ khen để anh cua em á, hiểu không? Trời ơi, dễ tin người quá à. Không tin em hát thử coi. Ủa mắc gì phải hát anh nghe. Trời ơi, cái giọng của em á đâu có dễ dàng mà hát vậy được. Em sẽ cử đệ tử của em hát cho anh nghe. Đệ tử luôn? Ừ. Tú ơi, Tú. À, dạ. Đệ tử. Tú. Cái bài bữa hổm á, má dạy cho con á, giờ con hát cho tía nghe đi. Dạ. Để coi sao nghe. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã
hát á. Trời đất ơi. Con hát tiếp, hát tiếp. Chọn hát nha con. Trời ơi. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vắng cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm. Cảm ơn nghệ sĩ Long Hồ và nghệ sĩ Kiều Ngân đã cùng hỗ trợ cho tiết mục dự thi của Tuấn Tú. Tuần trước, có một người nói rằng, con ơi, con nói giọng Nam còn cứng lắm. Bữa nào rảnh, cô chỉ cho con nói tiếng miền Nam. Bữa nay, bé nó nói tiếng miền Nam được rồi, không biết là cô Ốc thấy như thế nào ạ? Cô chưa có kịp chỉ là con đã nói hay vậy rồi. Cỡ cô mà chỉ hả? Trời, hay nữa. Đó. Vì mình có một cái tình huống gia đình rất là dễ thương, cho nên khi con nói giọng Nam á, không để ý lắm thì sẽ không thấy vấn đề gì. Và cô thích cái cách mà dựng tiết mục này, tại vì bài hát này rất là quen thuộc, nhưng mà lồng ghép vào một cái bối cảnh gia đình với hai ông bố bà mẹ ít có nhoi. nhưng mà rất là dễ thương. Ví dụ như là với cái bối cảnh này, tía với con với má là thường nó sẽ dẫn mình vô những bài hát dân ca Nam Bộ kiểu vậy, nhưng mà nó lại là một bài hát rất là hiện đại. Hồi nãy khi mà coi á, chú Nghĩa cũng mắc cười, giống như là mình cố tình mình gán ghép mình gài để cho con ra con hát vậy đó. Tự nhiên rồi hai ba mẹ thi nhau cho đã, xong bắt con ra hát. Hát nửa bài không nghe hết, ý cơm khét hai chồng chạy vô cho con hát đơn ca đứng ngoài mình. Ở đây cái bài này nó cũng quen thuộc với chúng ta, mà cái đoạn điệp khúc xem như nó được lặp đi lặp lại đến 3 lần. Chú Nghĩa thấy con vẫn hát một màu thôi. Nếu như mà mình có một cái phần xử lý nào đó, đặc biệt là cái phần mà lặp lại điệp khúc lần thứ 3, mà nếu như mình có cách hát nó khác đi một tí so với 2 lần trước thì nó sẽ thú vị hơn. Tú hát hay đó, đẹp đó, nhưng mà để hỏi rằng là có thật sự hấp dẫn với cái bài hát này chưa thì chú Nghĩa thấy nó vẫn còn hơi thiếu một chút xíu. Nhưng mà dù sao vẫn chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy Lệ Nghĩa. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Về phần hát của con á, cô rất là thích cái âm trung của con. Âm trung rất đẹp. Ừ. Cái ngân, cái rung của con cũng rất là hay. Nhưng mà này chắc thầy phải bị đòn quá. Bài rất nhiều nốt treo quá.
Cho nên là có thể lúc tập á, là con có thể hát được, nhưng mà mình phải tính lúc mà con sắp thi á, là tâm lý nè, thì cái phần treo quá nhiều thì con không đủ lực. Khi con không đủ lực thì những cái phần cuối con phải dồn tất cả cái sức của mình để vào hát, thì giống như mình cố gắng mình chống chọi để mình hát cho nó xong, chứ nó bị không có chuyển tải được cái cảm xúc. Đó, cái vấn đề của con là như vậy. Tuy nhiên á, cô vẫn đánh giá rất là cao Tuấn Tú. Cô hy vọng là thầy trò sẽ hiểu nhau hơn, cái quá trình chọn bài nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đẩy được con hơn nữa ha. Cần phải có thêm thời gian đến ôm thầy của con đi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ. Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ. Thank you.
Chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn Tú dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát, thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ hả? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ vậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con. Giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy mời thầy Lộc. Con ơi, nãy con ca cái câu gì đó. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ đến lấy tòng sao ta không? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ... Cái gì anh lại? Thôi để anh hát cái câu tiếng bè đi. Em tự tin theo. Tiếng bè nước nở. Tiếng bè đi, tiếng bè đi. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Em thầy Quyền có lại được không đâu con. Nó hát cái lòng là nằm ở cái khúc ruột non. Con nhỏ thầy Lộc hát cái lòng nó rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi. Con nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi. Mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ, thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường? Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra anh vậy? Xin phép thầy, con được vào lớp ạ. Đâu rồi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cảm xúc tiếp theo cùng với thử tài siêu nhí. Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng
phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút, con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ nha chú. Con cảm ơn chú. Chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi đáng yêu dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Quý vị nghe quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc người ta tiếng ND mà đó, trời không trời. Có hiểu gì hết trơn trời á, con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị, đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời ơi! Thấy chưa? Trời ơi! Vậy là con hơn chú rồi đó. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ, nhạc gì cũng được. Thấy chưa? Thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát thử lên đâu. Free in your eyes, city silent by my side, going on holding head. What have blue the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the dark sky. Teaching me to love. Ôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong, con phải làm nhiều. Bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề, giấu nghề. Con ha. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết ủa. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ. Mãi luôn truyền cho thấy hề mai sao. Trời ơi, cái tập này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha, con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ đó, ca câu đó mấy người này ca riết thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Dạ. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe.
Dạ. Giới thiệu tiết mục tiếp theo để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu, tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to. Cảm ơn con. Con xin kính chào các thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục
bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và ở còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Sắc son dưới sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca.
Và đó chính là Trung Hậu. Không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Không còn lời gì để nói. Ai mà dựng cái bài đẹp quá. Con vừa mới cất cái giọng hát lên cô với chú Nghĩa đó. Hai đứa dẫn nhau đi về. Mà sao con biết cải lương từ nhỏ mà hát? Dạ tại con nghe rồi con hát theo. Cái giọng hát của con á, khi mà cất lên chú nghe như tiếng chuông á. Tiếng chuông nó ngân 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 mà nó vang vang vang. Con hát nó nhẹ nhàng như hơi thở, không cần phải cố gắng một cái gì hết. Thêm cái phần dàn dựng đẹp mắt nữa, tự nhiên cảm giác những người làm sân khấu như mình, cảm giác mình hãnh diện á. Hãnh diện mà đã lắm. Với những ai mà theo nghề cải lương bây giờ, chú Nghĩa rất là quý. Mà đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Với những bạn nhỏ tài năng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sân khấu cải lương không bao giờ chết cả, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa. Cảm ơn con một lần nữa nha. Con có thể hát một cái bài hát rất là dài như vậy mà vẫn giữ được cái vị trí âm thanh, nốt rất là chuẩn xác từ đầu cho tới cuối. Cô chúc mừng con. Một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của con ngày hôm nay. Một hôm mẹ trắng bỗng nghe tiếng hát em, mẹ lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm có nắng bỗng nghe tiếng hát em, nắng buồn buồn hoài tự chưa muốn quên. Đừng mang trong ngày xa những nỗi ưu phiền, và đừng mang trong tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú bé, bé con, để cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca trong đất chiếc lá bông xanh. Hát chữ về nhỏ để nghe nghe cả hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Hết chữ về nhỏ nghe đêm hát ca. Cảm ơn các con. Bảo Hân ơi, con phải cảm ơn các bạn trong vũ đoàn ABC Kids nha. Nhờ các bạn mà cái tiết mục của con trở nên sôi động rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái bà đứng đầu này nè. Trời ơi, hai bà y như hai con búp bê da màu đó. Đó, nhảy khí thế luôn. Rất là dễ thương. Không biết cô giáo Yến Trang có hài lòng với tiết mục này của học trò mình không ha?
Với cái vòng này thì Trang đã cho các bé thêm rất là nhiều màu sắc, nhưng mà chắc hẳn rằng vẫn có một đôi chỗ cái khuyết điểm mà các anh chị đã đưa ra thì Trang đều đã rèn cho các bé, nhưng mà có thể là vì tuổi còn nhỏ và cái thời gian để mà hòa nhập với những cái khuyết điểm đó thì nó cần dài hơn người lớn bình thường một tí xíu, cho nên là Trang vẫn chưa 100% hài lòng với tất cả những cái tiết mục mà mình đã dàn dựng. Dạ, đó là tâm huyết của một người thầy cô muốn gửi đến cho các con để các con ngày một tốt hơn nha. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến của các cô chú giám khảo nè. Cô Thanh Hằng ơi, cô Thanh Hằng thấy tiết mục này sao? Cô nói cho con biết đi nè. Cái tiết mục này thì cái con ca nó bị lệch cái nốt chút xíu, nhưng mà cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái tiết mục này rất là dễ thương cùng với lại đội múa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Trong nguyên tắc biểu diễn, cái người hát phải là cái người nhảy đẹp nhất. Thì những đoàn con phối hợp với vũ đoàn là mọi người rất là hưng phấn, nhưng trong trường mực nào đó cái máu lửa của vũ đoàn nó quá cao đi, mà cái độ bốc của con á nó chưa đủ cái niềm tin, nó chưa đủ điểm tựa để con bốc cũng điên rồ như là cái đoàn múa đó, thì nó mới hòa nhập được giữa múa và hát. Và cái điều này thì nó đòi hỏi con phải có bản lĩnh và có thời gian, kỹ thuật nữa. Nói chung á, nếu con muốn kết hợp nữa thì con phải tập luyện hình thể, tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng mình là ca sĩ, giọng hát mình phải đi đầu trước đã, rồi tất cả những cái khác đó sẽ bổ sung cho mình sau. Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bởi vì con là ca sĩ nên con cần phải nghe lời góp ý từ một ca sĩ, đó là cô Đoan Trang. Với con á thì cái vấn đề ở chỗ là con chưa nắm được cái kỹ thuật hát, mà cái đó cần phải thời gian nhiều lắm. Con bị hát theo cái bản năng của con nhiều quá. Ví dụ như một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, thì con bị là một hôm mây trắng, con bị cái ngân cái luyến trong đó nhiều quá. Thành ra đi hết cái bài á thì đâm ra người ta bắt được liền cái lỗi của mình, là cái lỗi nào mà nó chưa chuyên nghiệp ha. Còn cái nốt luyến của con, nốt luyến quá nhiều thì cô mong là cô Yến Trang phải nhìn thấy để mà sửa con. Ví dụ như là cái bài này có rất là nhiều cái đuôi như là ta da 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 với em, hoặc là bé con hay gì đó, thì mình phải làm khác nhau. Một cái thì mình đã làm rồi, với em, một cái kia mình phải làm với em, mình phải làm cái lên rồi cái xuống, cái ngang hay như thế nào đó. Con luyến đều, cái nào con cũng với em, bé con, thì đâm ra người ta dễ nhìn thấy cái sai của mình hơn ha. Rồi, theo chú ở đây chỉ có một cái điều mà lúc đầu tiên thì chú nghi ngại, nhưng mà sau thì chú không có nghi ngờ nữa, bởi vì con lên cái câu ao của con á là con lên cao được. Thì cái bài này chú chỉ nói là con lấy cái tông hơi bị thấp, cho nên khi mà con xuống á, con hát cái nó bị mờ, nghe không rõ lắm thôi. Chứ còn để mà đòi hỏi con nhảy như các bạn ABC Kids thì chắc là lâu lắm, bởi vì các bạn ấy đi theo từ hồi còn 3-4 tuổi là đã đi vô trong vũ đoàn rồi. Cho nên là cái sự máu lửa của họ lấn át con. Nhưng mà con yên tâm, bởi vì có nhiều ca sĩ hát mấy chục năm vẫn bị lấn át như thường, không phải một mình con. Tự nhiên nghe tới đó nó nhột nhột của con. Trên quê hương qua đi hỏi một làn nắng nghi cô
xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao, trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục ngồi nhí. Đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Nghe ra cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa. Nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân ơi, như là con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền quê hòa lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm từ tốn trên sân khấu. Con xử lý, tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không. Nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết. Con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên cái từ từ. Cái chỗ mà phiêu phiêu đó. Đó, cái chỗ mà hát phiêu vô ca nữa. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Tôi duy chúc cho con sẽ đậu vào vòng trong. Tôi nói nhỏ cho nghe, hồi nãy á có cô qua bánh bèo, cổ chèo xuồng đi ngang, tôi tính hò ghẹo cổ, mà ai ngờ tôi hò xong đến tôi tới đây luôn, cái cổ cái đau tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà con thấy quê hương miền Tây của tôi như thế nào, để em xong với tôi giới thiệu một. Xin mời bà con cô bác đến khu du lịch miệt vườn sông nước, có đủ các trò chơi dân gian, chơi hoài không chán, có đủ các món ăn, ăn hoài không ngán, đặc biệt các nàng non lá, áo bà ba sẽ tà duyên dáng nữa đó nha. Xin mời. Ủa anh Sao Nhí, sao bị thi tử tài siêu nhí hả? Trời ơi, hồi nãy giờ nó dốc không mà quên đi thi rồi. Nhưng mà đi thi ban giám khảo có cho mình 10 điểm không nữa. Nếu cho mình 10 điểm thì bỏ mần ruộng luôn đi. Nếu mà gớt quá thì về mần ruộng tiếp. Bye bye bà con nha. Xong chưa anh Sáu? Anh xong rồi. Chào ạ. Trời ơi, ông Sáu ông nhiêu tuổi vậy? Qua đây đứng ông Sáu. Ông Sáu nhiêu tuổi, cô đang trang hỏi kìa. Càng không biết. Nhiêu tuổi rồi luôn. Có bao nhiêu ký con biết không? 21 ký. Số tuổi không biết nhưng mà số ký thì biết. Giờ giám khảo cho 10 điểm mới đi thi hả? Không, cái đó diễn thôi chứ không phải nói thiệt. Cái đó là trong cái bài diễn mà. Bài diễn thôi. Giờ cho rớt cho rớt vậy làm ruộng nha. Vậy mừng ruộng. Mừng ruộng à. Chịu không con? Chịu không? Con không biết. Con không có biết cái gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ con muốn nghe giám khảo nói không? Trời. Con muốn nghe ai nói trước? Chú Hà Linh. Chú sau khi nghiên cứu rất lâu, chú Quay lên. Dạ mời chú Quay lên. Về cái nhanh nhạy của Putin thì có lẽ là quý vị ai cũng biết rồi, và cậu này là đang rất là hot ở trên mạng,
Và Linh cũng đã làm việc với Putin trong một cái phim. Và Putin là một cái người rất là nhạy bén. Cái cách ứng xử của cậu ấy cũng rất là hay. Tuy là nhỏ nhưng mà nói chuyện rồi từ ngữ rồi giỏi lắm. Ngày hôm nay nghe con hát bài này cũng đã, nghe con diễn bài này cũng quá hay. Dĩ nhiên là có một cái đoạn nó hơi chệch choạc là cái khúc mà hát vô cái lòng của câu giọng cổ đó, thì nó hơi chệch choạc chút xíu, nhưng mà với cái tuổi của con như vậy thì chú bỏ qua, ráng cố gắng tập cho kỹ hơn nữa nha. Nghe không con? Nghe con. Dạ. 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 Rồi mời cô Thanh Hằng. Ơi ơi, cô nói thật với con nha. Chú Hoài Linh nói như vậy là đầy đủ quá ý nghĩa rồi. Nhưng mà cô nói thêm cái nữa là cô chịu là tại vì con, cái sự đam mê của con đó. Con giỏi quá, con có đam mê cho nên con mới học thuộc từng chữ, từng tỉnh, từng huyện, từng cái coi như là từ cái bánh bía mà con cũng nhớ nữa. Thành ra là cô chịu. Cô Hằng cũng chịu luôn. Ủa nó nghe nè, nãy cô giờ cô Anh Hằng, ở nhà con có bánh bí Dũng Thơm á. Ừ vậy đó hả? À. Giỏi. Sao luôn. Con không mang tới đây? Không được. Sao mẹ, vậy? Mẹ nói là, mẹ nói là không được đem cho ai hết, chỉ cho mình mẹ ăn. Trời ơi. Chỉ cho cả nhà con ăn thôi à. À, cô cho một mình mẹ con ăn thôi hả? Ở nhà mẹ nói con gì? Thật là thảo ăn. Ở nhà mẹ con ham ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Con mẹ đút con ăn nguyên cái chén đầy, ép con ăn nữa. Ừ. Cho nên con mới mập vậy nè, đúng không? Cho con mới khỏe, con mới trí nhớ. Mẹ con muốn minh. Con ăn nhiều để con mau lớn thôi mà, đúng không? Vậy đúng rồi. Rồi. Nãy trong cái tiết mục vừa rồi của con á, con có thiếu sót cái chỗ nào không? Lúc mà anh bốn không đi mừng ruộng đó rồi sao nữa, nãy con bị thiếu nãy đó. Nãy con mới thấy con chào từng người mà cái nhạc nó gần đúng rồi, nó gần bái để con hát, con chụp nhạc con hát luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ nhạc nó đi nhạc mà con chụp luôn á, tức là phải chụp hát liền chứ không thôi là trễ nhạc. Không phải con chụp bằng cái tay mà con chụp bằng cái miệng thì đó. Thì chú đang diễn tả cho người ta dễ hiểu đó con, tức là con chụp nhạc vậy nè, đúng không? Cô Tiên có một đặc điểm á là diễn xuất á rất là tập trung, mà thậm chí là ứng đối liền. Cô Đoan Trang vừa vẫy tay chào là đã vẫy tay trả lời lại liền, nhưng mà một mặt khác thì rất là tỉnh táo, nhạc vô là luôn đúng, chứ không phải mãi mê diễn mà quên nhạc. Thì cái điều đó cô Tiên có thể kiểm tra được bản thân mình, quá tuyệt vời là lứa tuổi của con, đúng không? Mà đặc biệt cái miệng con làm vậy có duyên lắm đó. Chú Đại Nghĩa làm giống vậy được không? Thấy ghê. Dạ thôi bây giờ thì mời các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đi tiếp nha con ha. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý cho con đi tiếp. Mời cô Đoan Trang. Con là siêu nhí, đi tiếp. Đi tiếp. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng cũng đồng ý và chú Hòa Linh đồng ý. Chú Linh cũng đồng ý luôn. Chúc mừng con về với thầy chủ nhiệm của mình. Trời ơi, con là trường hợp với thầy lắm luôn á. Đây, về với thầy giáo báo nè.